Đinh Thanh mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại và ủng hộ kênh YouTube của Đinh Thanh. Mến chúc cho tất cả gia đình chúng ta luôn luôn khỏe mạnh và công việc thật là suôn sẻ, hạnh phúc, thành công. Hôm nay Đinh Thanh xin mời tất cả quý cô chú anh chị cùng ngồi phía trước màn ảnh nhỏ để chúng ta khám phá một trong những cánh rừng ngập mặn được xem là đứng thứ nhì trên thế giới sau rừng ngập mặn Amazon. Đó chính là cánh rừng Đước ngập mặn thuộc khu vực vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Bây giờ thì xin mời cả nhà chúng ta cùng ngồi trên giỏ lãi để chúng ta đi tham quan khu vườn này nhé cả nhà. Xin kính mời. Chúng ta sẽ ngồi giỏ lãi, một trong những cái phương tiện rất đặc trưng của vùng đất miền Tây Nam Bộ, để chúng ta băng xuyên qua rừng Đước. Thì đây là khu rừng Đước ngập mặn lớn nhất của Việt Nam, nằm trong vườn quốc gia Mũi Cà Mau. Thưa quý vị, thì diện tích của khu vực này là khoảng 63.000 hecta, và trong tương lai thì diện tích rừng này sẽ mở rộng thêm nữa do việc lấn biển đó quý vị. Thì đây là một trong những rừng nước tiêu biểu được xem là lớn nhất của Việt Nam và đứng thứ hai trên thế giới về kiểu rừng Đước ngập mặn, rừng ngập mặn ven biển đó quý vị, sau cái khu rừng Amazon ở Nam Mỹ đó. Thì cây Đước là một trong những loại cây khá là đặc biệt quý vị mình nha. Nó có một cái bộ rễ hết sức là đặc trưng, đó là toàn bộ hệ thống rễ sẽ được nhô lên trên cao, tức là lộ ra khỏi mặt đất và chụp xuống dưới lòng đất. Và đường kính của thân Đước á, thì khoảng từ 15 đến 45 cm, có nghĩa là khá to ha. Và cái độ cao khi cây Đước phát triển á, tương đối cao, khoảng chừng 35 đến 45 mét đó. Và khi cây Đước này nó già đó, người ta có thể dùng nó để làm nhà, làm cửa, hoặc là người ta làm than Đước rất là tốt quý vị mình nha. Ở trong miền Nam tụi em thì hay dùng cái than Đước này để mà làm lò rèn vân vân, người ta bán than Đước á, rất là phổ biến. Đước này làm nhà cũng tương đối là chắc. Cái bộ rễ nó nhìn như vậy nhưng quý vị chúng ta sẽ thấy là cực kỳ chắc chắn khi chúng ta đứng lên trên nó. Đó. Và cái rừng Đước này được xem là cây Đước được xem là một trong những dũng sĩ bảo vệ bờ biển cũng như là sông rạch đó quý vị. Người miền Nam có câu đó là mắm vẹt đi trước, dừa Đước theo sau. Đó, thì ý người ta nói là cái công năng của cái cây Đước đó. Cây Đước là một trong những cái loại cây chịu đựng được, thích nghi được với nước mặn, và trồng ở trên hoặc là thích nghi trên những cái đất bùn, đất nhiễm mặn, hoặc là ngay chỗ những khu vực giáp biển hoặc là cửa sông đó quý vị. Và cái bộ rễ của cây Đước đó, nó có chức năng là giữ đất đó và lấn biển đó. Cho nên á, diện tích của rừng Đước ở Cà Mau này nè, hàng năm á, nó giúp cho diện tích đất liền của Việt Nam chúng ta lấn ra biển khoảng 8 đến 100 mét bãi bồi. Mà chính những cái bãi bồi này sau nhiều năm quý vị ha, sau nhiều năm nó sẽ trở thành lục địa của Việt Nam mình, và diện tích của Việt Nam ta có thể là thay đổi theo đó. Quý vị mình thấy rất là đặc trưng mà. Và mỗi khi mà rừng Đước nó phát triển lên á, nó tạo thành một cánh rừng Đước á, thì sẽ không có một cái loài cây nào khác có thể là sống xen kẽ với rừng Đước này được. Nếu có thì đó là cây mắm, cây vẹt. Nhưng gia đình chúng ta biết cây mắm, cây vẹt nó cũng chỉ mọc ở những khu vực riêng biệt của nó thôi. Và đi trên cái cung đường này, gia đình chúng ta rất là dễ phân biệt ha. Đâu là cây Đước, đâu là cây mắm ha. Thì chúng ta thấy nè, đây là cây mắm nè. Cây mắm, cái bộ rễ nó sẽ có những cái khúc đuôi á, nó sẽ nhô lên khỏi cái mặt đất. Còn cái bộ rễ cây Đước á, là từ trên nó chụp xuống dưới mặt đất quý vị mình nha, rất là đặc trưng. Và cái cảm giác đi xuyên rừng á, chúng ta thấy rất là sảng khoái, rất là mát mẻ quý vị mình nha. Bởi vì đây là rừng cho nên là không khí cực kỳ trong lành, và cái vỏ lãi á, nó cũng đưa chúng ta đến với cảm giác cực kỳ là cảm giác mạnh luôn đó quý vị mình nha. Tốc độ của vỏ lãi chạy khá là cao cho nên du khách chúng ta vừa có thể trải nghiệm được cảm giác mạnh mà vừa ngắm được cánh rừng Đước lớn nhất của Việt Nam mình nha quý vị. Thì rừng Đước ở đây không chỉ bảo vệ những cái bãi biển của Việt Nam mình, những cái dòng sông không bị sạt lở, thì nó cũng còn có một cái vai trò khác, đó là rừng phòng hộ đó quý vị, để hạn chế tốc độ của bão gió khi mà vào trong đất liền. Cho nên nó phòng hộ, nó đóng vai trò như là một cánh rừng phòng hộ. Vì vậy mà người ta mới có câu là gì ạ? Mắm trước Đước sau, tràm theo sát, sao hàng dừa nước mái nhà ai.
À, rất là thú vị để nói về vai trò các loài cây ven vùng ngập mặn của chúng ta. Còn bây giờ thì võ lãi của chúng ta đã đến với cái khu bãi bồi này quý vị. Xung quanh quý vị thấy toàn bộ là bãi bồi và cái hàng rào này người ta rào lại để người ta bảo vệ cái những cây đước con bên trong đó. Đây là cái nơi mà du khách chúng ta có thể đến trekking, chụp ảnh với cái cực nam của tổ quốc chúng ta, nơi tận cùng của đất liền Việt Nam mình hả quý vị. À, thì ở đây người ta có làm một cái nhà sàn đó để du khách chúng ta ghé lên đây chụp hình. À, ở đây thì cái góc chụp hình rất là đẹp, tứ bề đều là biển hết đó quý vị, nhìn vào đất liền rất là xa. Và đây cũng là một trong những cái nơi mà toàn bộ những du khách khi đến với Cà Mau đó thì họ đều muốn ra đây. À, rất là đẹp ha, nhìn vào bên trong là chúng ta thấy một dải cánh rừng đước dài bạt ngàn luôn. À, rất là dài và rất là đẹp. Đây là một trong những điểm đến rất ý nghĩa. Ngoài việc trải nghiệm và tham quan ra thì nó còn mang một cái tính chất nữa đó quý vị. Đó chính là nơi linh thiêng của đất nước Việt Nam. Nơi mà biết bao nhiêu người con của Việt Nam mình muốn về đây một lần trong cuộc đời của mình. Về đến tận cùng cực nam của Tổ quốc đó quý vị. Đây là cái cơ quan, những cái người người ta bảo vệ cái rừng đước đó quý vị mình nha. Mình có thể gọi là kiểm lâm đó, những người mà bảo vệ cái rừng này nè. Đó. Thì chúng ta thấy những cái dạt hàng rào đó mình thấy không ạ? Bên trong đó thì ban quản lý họ trồng thêm những cây đước con. Như vậy thì sau vài ba năm nữa du khách chúng ta trở lại đây thì những cái khu vực mà người ta đang rào lại đó sẽ thành những cánh rừng đước mới, và sau hàng chục năm thì nó lại trở thành đất liền. À, và rừng đước lại mở rộng diện tích thêm, không chỉ là 63.000 hectare như bây giờ đâu quý vị mình nha. Đó, cái điều ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên người Việt Nam chúng ta rất là thích thú cũng như là muốn được về cực nam của Tổ quốc để chiêm ngưỡng một lần nơi này quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu là quay trở lại để chúng ta tham quan những công trình khác trong cái khu du lịch đất mũi Cà Mau cũng rất là ý nghĩa đó quý vị. Thì thời gian của đoàn mình ở ngoài đây nó ít thôi, nhưng mà nếu chúng ta đi á, một là đi vào lúc sáng sớm để chúng ta có thể ngắm được cái bình minh, hai là chúng ta đi khoảng tầm 4 giờ chiều để chúng ta thấy được mặt trời lặn quý vị nha, cũng khá là đẹp. Bây giờ thì Thanh mời đại gia đình chúng ta trở lại với võ lãi đi ạ. Chúng ta sẽ trải nghiệm võ lãi đi xuyên qua rừng đước một lần nữa. Đó, ở đây thì nó có tôm, cua, cá rất là nhiều quý vị mình nha. Cua Cà Mau thì nổi tiếng rồi, cá thòi lòi là khô á. Khô cá thòi lòi là đặc sản ở vùng đất Cà Mau. Ở đây còn có ốc len quý vị mình nha. Rồi nói về đặc sản thì ở đây không thiếu rất là nhiều những cái đặc trưng luôn. Đó, thì nếu có dịp du khách chúng ta có thể trải nghiệm những cái ẩm thực mà Thanh vừa nói đó tại cái vùng đất Cà Mau này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển lên trên cái bến tàu để tiếp tục hành trình khám phá. Cái điểm thứ hai á, đó chính là cái biểu tượng con tàu ghi cái tọa độ cực nam của Tổ quốc Việt Nam mình ha. Bây giờ quý vị chúng ta chuẩn bị nha. Trước đây á, thì khi quý vị chúng ta đến với khu du lịch đất mũi Cà Mau để tham quan cái biểu tượng con tàu đất mũi Cà Mau đó, thì cái biểu tượng này bây giờ quý vị quay lại nó không còn chỗ cũ nữa nha quý vị. Chúng ta phải đi xa khoảng hơn một cây số nữa mới ra tới được. Người ta đã dời nó ra vị trí mới rồi. Và người ta cũng thiết kế lại cái cách di chuyển. Ở đây có bổ sung thêm đó là xe điện đó quý vị. Và nếu chúng ta đã ra đến cái con tàu đất mũi á, thì chúng ta nên đi xe điện bởi vì đi cho nó nhanh. Nếu đi bộ thì khá là xa và mệt nha quý vị. Thì từ ngoài cổng vào chúng ta đi xe điện á, thì mỗi một người như vậy á, là 15.000. À, mỗi một người như vậy là 15.000 quý vị mình nha. Và đi vào bên trong mất khoảng chừng 7 đến 8 phút là chúng ta tới rồi. Thì đây là cái biểu tượng con tàu đất mũi mới. Đó, tuy nhiên cái tọa độ mà họ ghi ở trên cái con tàu, kính buồm của con tàu đó thì nó vẫn là tọa độ cũ quý vị mình nha. Vẫn là 8 phút 37 độ 30. À, đúng rồi, 8 phút 37 độ 30 vĩ độ Bắc và 104 độ 43 phút
kinh độ nha quý vị. Nó vẫn không thay đổi gì cả, chỉ có thay đổi vị trí thôi. Và theo Thanh nghĩ vị trí này khá là hấp dẫn. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái vị trí có thể giúp cho du khách chúng ta có được nhiều trải nghiệm hơn. Đó, chúng ta có những cái trải nghiệm như là ngắm được cái bãi bồi của mũi Cà Mau nè. Chúng ta đi xuyên qua cái cánh rừng rừng Đước nè. À, trải nghiệm việc mà đi xuyên qua rừng Đước đi bộ bằng những cái cầu gỗ trong đó, đó thì phải nói là tuyệt vời lắm. Và vị trí này á, thoáng hơn, đẹp hơn. Và người ta xây cái tọa độ mới này, con tàu mới này ở cái vị trí cao hơn. Cho nên khi mà thủy triều lớn á, thì vị trí cũ hay gặp, nhưng riêng cái vị trí mới này là không có bị ngập nhiều nha quý vị. Vị trí cũ ngập rất là sâu. Đó, vị trí mới thì không có. Và con tàu cũng được thiết kế đẹp hơn. À, cái mũi nó thì quay về hướng biển Đông, và cái lưng nó là cái đuôi tàu là hướng về trong cái đất liền, mà phía sau lưng đây á, là cái rừng Đước đó quý vị. Như Tố Hữu có nói đó, Tổ quốc ta như một con tàu á. À, rồi mũi Cà Mau đó quý vị, đó là Quốc Thanh không nhớ rõ cái câu đó, nhưng mà cái bài thơ này rất là hay. Đó. Nhà gia đình ta thấy mà con tàu mới á, được thiết kế đẹp hơn, khang trang hơn, rộng rãi hơn. À, và cái vị trí nó thuận lợi hơn cho du khách khi đến đây tham quan. À, vẫn là cái tọa độ ấy quý vị mình nha. Rất là đẹp quý vị mình tham quan. Tọa độ của mũi Cà Mau vẫn là 8 phút 37 độ 30 vĩ độ Bắc và 104 độ 43 phút kinh độ Đông. Đây quý vị mình thấy không ạ? Đó là cái tọa độ của cực nam mũi Cà Mau, chứ không phải là cái vị trí mà đặt cái con tàu này, cho nên quý vị mình lưu ý. Và chúng ta ở đây có thể thấy được hai cái biển, đó là biển Đông và biển Tây của đất nước Việt Nam mình. Và có thể nói nơi đây rất là thú vị, bởi vì đây có thể là nơi duy nhất ở trên đất nước Việt Nam mình mà đứng ở trên đất liền mà vừa thấy mặt trời mọc và vừa thấy mặt trời lặn ở trên biển luôn quý vị nha. Đặc biệt ha, quá đặc biệt. Cho nên quý vị chúng ta đến đây một lần quý vị mình nha. Rồi, khi mà tham quan địa điểm này rồi á, thì trước đây á, không có, nhưng hôm nay á, là quý khách mình đến đây có nha. Đó chính là cái cột cờ Hà Nội nằm ở tận cùng của đất nước Việt Nam mình, cũng như là đền Lạc Long Quân và tượng mẹ Âu Cơ. Đó, thì người ta cho rằng đây chính là cái biểu tượng tượng trưng cho cái văn hóa, cái tính cách uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cột cờ Hà Nội cũng như là mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân thì hiện diện tại khu vực phía Nam này, cũng muốn nhấn mạnh rằng đất nước Việt Nam chúng ta rộng lớn mênh mông, và cũng ám chỉ rằng là đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng như là mũi Cà Mau nói riêng là cái một vùng đất mà người ta hay nói vui đó là gì? Rừng á, thì biết đi, đó, đất á, thì biết nở. Đó, quý vị thấy là rừng biết đi, đất biết nở. Đó, cho nên là ở đây á, thì có xây thêm đó là đền Lạc Long Quân và tượng mẹ Âu Cơ. Đó, đều hướng ra biển Đông hết quý vị mình nha. Còn phía sau lưng đó là cái cột cờ Hà Nội. Đó, cột cờ Hà Nội được thiết kế tỷ lệ 1:1 luôn quý vị. Đẹp, rất là đẹp. Đó cũng là nơi mà du khách chúng ta có thể chụp hình được. Đây cũng là công trình tỷ đô nè. Xin lỗi quý vị, mình tỷ đồng nè. Đó, công trình tỷ đồng đó là biểu tượng con cua. Con cua của Cà Mau. Đó, Cà Mau chúng ta nổi tiếng với đặc sản đó là con cua đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ thấy được ha, cái biểu tượng con cua. Và còn một cái nữa du khách chúng ta cũng không nên bỏ qua. Dạ, đó chính là đây. Cái tượng đài km cuối cùng của đường mòn Hồ Chí Minh. Đó, đường mòn Hồ Chí Minh đó là km 2436. Km 2436 thì đường mòn Hồ Chí Minh á, ở trên đất liền kéo dài đến đây, và đây là km cuối cùng quý vị mình nha. 2436 km, cây km thứ 2436 đó. Rồi, đến đây thì Đinh Thanh cũng vô cùng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị của mình đã đồng hành đến giờ phút này. Và xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Đinh Thanh xin kính chúc chúng ta có một ngày thật là tuyệt vời. Xin hẹn gặp lại ạ.